Kính chào quý khách. Đây là bảng thông số huỳnh học motor điện 55 kW, 75 ngựa, 75 HP, tốc độ 720 vòng 1 phút, có mã sản phẩm là 315. Với mã sản phẩm này, xin quý vị hãy để ý lên trên hình vẽ này. Hình vẽ này bao gồm các mã sản phẩm từ 160 đến 355. Ở đây, tâm đo đếm ngang trục ký hiệu là A bằng 508 mm, chính là khoảng cách từ vị trí tâm lỗ này tới vị trí tâm lỗ này. Tâm lỗ đế dọc trục ký hiệu là B bằng 406 mm, chính là khoảng cách từ vị trí tâm lỗ này tới vị trí tâm lỗ này. Đường kính trục D bằng 80 mm. Đường kính ngoài mặt bích P bằng 660 mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Tương tự như vậy, quý vị có thể xem bất kỳ thông số nào mà quý vị muốn, như rãnh ca vét bằng 22 hay tổng chiều cao thân bằng 845 mm, hoặc là tổng chiều dài thân bằng 1220 mm. Đây chính là tổng chiều dài thân. Xin cảm ơn quý khách.